Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 692, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Muốn đánh hay muốn hòa đều quyết định trong thời khắc này đây. Nhất thời, Độc Cô Diệp cũng không biết phải làm sao, chỉ đành đưa mắt nhìn những người còn lại. Người nhà họ Dục thì muốn đánh, nhưng lúc này Ái Nhiễm lại lên tiếng. Các vị ra mặt giúp nhà họ Dục, Ái Nhiễm vô cùng cảm kích. Nhưng Ái Nhiễm cũng biết rằng nếu các vị giao đấu với cửu tử chân nhân, có lẽ sẽ không có mấy người sống sót. Việc này xin cứ để nhà họ Dục chúng tôi tự giải quyết. Ái Nhiễm bước ra khàn khàn giọng nói. Cháu gái, cháu làm gì vậy? Chẳng lẽ để nhà họ Dục chúng ta tàn bại như thế này sao? Có người nhà họ Dục vội vã kêu lên. Ái Nhiễm nhìn người kia cúi đầu nói, họ đều là nể mặt Lâm Minh mà đến tương trợ chúng ta. Nếu đã vậy thì đây cũng là thể diện của Lâm Minh. Chúng ta không thể để họ liều mạng vì nhà họ Dục. Nếu hôm nay máu chảy thành sông, cháu không chỉ là tội nhân của nhà họ Dục mà còn là tội nhân của Độc Cô Thế Gia, Thành Nam Ly, Tưởng Phân Phái. Và lúc đó không chỉ cháu mà toàn bộ nhà họ Dục đều là tội đồ. Đôi mắt Ái Nhiễm tuyệt vọng, giọng nói đầy đau đớn. Đương nhiên, cô mong những người này có thể cứu nhà họ Dục trong lúc nước sôi lửa bỏng. Nhưng nếu họ chiến đấu, có lẽ 10 người chỉ còn lại được một người sống sót. Đến lúc đó, nhà họ Dục dù không có tuyệt diệt thì cũng có ích gì. Khi đó, hậu duệ của những gia tộc hùng mạnh này sẽ nhìn nhà họ Dục thế nào? Họ chỉ nghĩ rằng nhà họ Dục đã hại chết tổ tiên, cha mẹ, chú bác của họ. Khi thời cơ đến, họ sẽ tìm đến nhà họ Dục để tính sổ một lần nữa. Đến lúc đó, nhà họ Dục cũng khó mà thoát khỏi họa diệt vong. Đây là nhân quả, khó lòng trốn thoát. Trong trường hợp đó, Ái Nhiễm thà để nhà họ Dục đối mặt với hậu quả này ngay bây giờ. Các thành viên nhà họ Dục đều không nói nên lời. Họ nhìn Ái Nhiễm hoặc thở dài hoặc im lặng. Cô Ái Nhiễm, cô không cần cảm thấy gánh nặng. Hôm nay, chúng tôi tới đây để giúp nhà họ Dục. Sinh tử có số, sống chết tại thiên. Bất kỳ tổn thất nào đều do Độc Cô Thế Gia tự mình gánh chịu. Độc Cô Diệp trầm giọng nói, đúng vậy, cô Ái Nhiễm, nếu chúng tôi đã tới đây từng trợ, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, làm sao có thể đứng ngoài cuộc? Cửu tử chân nhân mặc dù rất mạnh, nhưng chúng tôi cũng không phải không có sức chiến đấu, cứ đánh một trận là được. Phần Tiếu Trang Chủ cũng trầm giọng nói, mọi người đều bày tỏ thái độ như vậy. Tuy nhiên, những gì họ nói đã khiến cửu tử chân nhân vô cùng tức giận. Quá ngạo mạn, một đám chuột nhắt mà dám chống lại bổn tôn. Dứt lời, cửu tử chân nhân chuẩn bị động thủ, bà ta định trước tiên sẽ cho những người này biết bản lĩnh của bà ta. Thấy vậy, Độc Cô Diệp và những người khác không dám sơ suất, lập tức hét lên. Tất cả đều rút vũ khí chuẩn bị ra tay, các thế tộc khác cũng vậy. Một cuộc chiến lớn sắp nổ ra, Ái Nhiễm siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình, và lúc này cô đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Thấy thái độ của mọi người, cửu tử chân nhân càng tức giận. Tốt, tốt, một đám hề, nếu các người muốn chết, vậy bổn tôn sẽ cho các người toại nguyện. Nói xong, cửu tử chân nhân lập tức vận khí, trầm giọng gầm lên, giết sạch bọn chúng, không để sót lại một ai. Tuân lệnh! Các đồ đệ và đồ tôn cực cửu tử chân nhân xung quanh hét lên với vẻ mặt hung dữ, theo cửu tử chân nhân lao xuống chém giết. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức đáng sợ từ bầu trời xa xôi bay tới, vụt qua bầu trời như một ngôi sao băng. Mọi người bàng hoàng quay đầu nhìn về phương trời xa xăm. Tuy nhiên, bầu trời phía xa âm u, gió thổi dữ dội, dường như có một cỗ năng lượng kinh khủng nào đó đang cuộn trào đến, khiến người đang đứng quan sát đều cảm thấy da đầu tê dại. Không hay rồi, có đại cao thủ tới. Độc Cô Diệp lập tức kêu lên thất thanh. Cửu tử chân nhân nhíu mày chăm chú nhìn. Đại cao thủ, một đại cao thủ đến đây vào lúc này để làm gì kia chứ? Cửu tử chân nhân đương nhiên không muốn bất kỳ kẻ nào quấy rầy vào lúc này, nhưng xét theo phương hướng mà vệt sáng đang di chuyển, điểm đến của nó chắc chắn là nhà họ Dục. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bùm, vệt sáng như sao băng kia đáp thẳng xuống sân nhà họ Dục. Khi tiếp đất, nó mang theo khí tức đáng sợ, nhưng không gây ra nhiều chấn động và sàn nhà cũng không hề bị đập vỡ. Mọi người đều kinh ngạc và tập trung sự chú ý của họ về phía đó. Ánh mắt tắt dần, khí tức kia cũng dần tiêu tán. Một bóng người hiện ra trước mắt mọi người. Lâm Minh! Ái Nhiễm vui mừng khôn xiết, người tới lại là Lâm Minh. May mà tới kịp. Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm, nặn ra một nụ cười. Lâm tiên sinh, sao tiên sinh lại tới đây? Tốt quá rồi! Mọi người cũng rất vui vẻ.
Sự xuất hiện của Lâm Minh giống như một liều thuốc an thần khiến mọi người vô cùng yên tâm. Mặc dù Lâm Minh chỉ là quán quân của cuộc thi, nhiều đó vẫn không thể so với cử tử chân nhân. Nhưng trong tay Lâm Minh, lúc này còn có được thi sinh đao. Điều quan trọng nhất là Lâm Minh đã có thể ra khỏi thần mộ Chí Tôn, có thể an toàn được khỏi thần mộ Chí Tôn. Thực lực này căn bản còn xa hơn mức quán quân cuộc thi. Có Lâm Minh tham gia cùng, mọi người biết cơ hội chiến thắng đương nhiên cao hơn rất nhiều. Hả? Mọi người đều ở đây sao? Có chuyện gì vậy? Lâm Minh nhìn xung quanh một cách kỳ lạ. Lâm tiên sinh, có lẽ chúng tôi đang có chút rắc rối. Dục Chấn Thiên có chút xấu hổ nhìn cửu tử chân nhân đang đứng trên mái nhà. Lâm Minh ban nãy hoàn toàn không để ý đến đám người của cửu tử chân nhân. Điều này làm sao có thể không chọc giận cửu tử chân nhân? Sắc mặt cửu tử chân nhân lúc này cực kỳ lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát ý. Lâm Minh hơi ngạc nhiên, sau đó xoay người nhìn về phía nóc nhà. Những người này đều lạ mặt, bọn họ là ai? Lâm Minh hỏi. Lâm tiên sinh, đó là sư phụ của giản đào, cửu tử chân nhân. Ái Nhiễm thấp giọng nói. Cửu tử chân nhân sao? Lâm Minh lúc này mới vỡ lẽ, anh đã từng nghe qua cái tên này. Cửu tử chân nhân cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong vực. Đệ tử lên tới mấy nghìn người, thực lực cường hãm, y thuật siêu phàm, ngay cả các gia tộc bá chủ cũng phải nể mặt bà ta ba phần. Bà ta đến đây để giải quyết chuyện của giản đào. Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Đúng vậy. Ái Nhiễm ngập ngừng đáp. Lâm Minh lắc đầu cười nói, cái chết của giản đào là do anh ta tự chuốc lấy, vậy bà ta định giải quyết cái gì? Mày nói gì? Giản Sinh vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh hét lên. Đồ chó má, mày là cái thá gì? Nếu em trai ta không vì nhà họ Dục, làm sao có thể nó chết trong trận chiến? Nếu hôm nay không tiêu diệt nhà họ Dục, thì ta không cam lòng. Lâm Minh khẽ cau mày, bình thản ngẩng đầu nhìn Giản Sinh. Anh là anh trai của giản đào sao? Thế sao? Giản đào hừ lạnh, trong trường hợp đó anh đã tìm nhầm người rồi. Lâm Minh thở ơ nói, tìm nhầm người, ý mày là gì? Giản đào ngạc nhiên hỏi. Bởi vì người đã giết em trai giản đào của anh không phải nhà họ Dục mà là tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói, đối thủ trong trận đấu mà giản đào chết là tôi. Nếu không phải vì tôi, anh ta sẽ không cưỡng ép gia tăng sức mạnh quá mức mà chết, cho nên chuyện này không liên quan đến nhà họ Dục. Các người muốn báo thù, muốn công bằng thì không nên tìm nhỏ Dục mà phải tìm tôi, hiểu chưa? Anh dứt lời tất cả im lặng, Giản Sinh chết lặng nhất thời không thốt lên lời. Lâm Minh, Ái Nhiễm vội vàng định khuyên can anh, nhưng Lâm Minh đã giơ tay ngăn cô ấy lại. Ái Nhiễm, chuyện này để tôi xử lý. Lâm Minh bình thản nói. Ái Nhiễm mở miệng, nhưng sau cùng không biết phải nói gì. Lâm Minh phen này rõ ràng là đang khiêu chiến của cửu tử chuyên nhân. Đám đông á khẩu, Giản Sinh phản ứng lại, hai mắt đỏ au, lập tức định xử lý Lâm Minh. Thế nhưng cửu tử chân nhân đã ngăn hắn lại. Đệ nhất vực diệt vong, dù sao cũng là kẻ có thực lực, đừng sốc nổi. Cửu tử chân nhân điềm đạm nói, vâng, sư phụ. Giản Sinh chắp tay với vẻ mặt dữ dằn, cậu chính là đệ nhất vực diệt vong. Cửu tử chân nhân nhìn Lâm Minh bằng vẻ trịnh thượng và thản nhiên nói, bà chính là cửu tử chân nhân sao? Lâm Minh không trả lời, mà chỉ hỏi ngược lại. Thật to gan, đám đệ tử của cửu tử chân nhân tức giận. Ngông cuồng gớm, cũng kệ thôi, tôi cũng chẳng so đo với người sắp chết làm gì. Cửu tử chân nhân hừ giọng, vừa rồi cậu đã nói vậy thì giờ tôi giết cậu để báo thù cho đệ tử của tôi, chắc cậu không có ý kiến gì chứ? Cái chết đệ tử của bà là do hắn tự chuốc lấy, nhưng nếu bà muốn báo thù thì tôi cũng không phản ứng, không biết bà có đủ thực lực hay không thôi. Lâm Minh lắc đầu, cửu tử chân nhân trông lạnh lùng, nhưng thật ra bà ta đang tức điên lên. Bà ta tung hoành ở vực diệt vong đã nhiều năm, nhưng chưa có ai khiêu chiến bà ta như vậy. Thú vị đấy, xem ra tôi không xử lý cậu thì không ổn rồi. Để tôi xem nhé. Cửu tử chân nhân bước tới, suy tôn hà tất phải ra tay. Để đệ tử, Giản Sinh vội vàng bước ra chắp tay nói. Người này là đệ nhất ngoại vực, thực lực phi phàm, mọi người không phải là đối thủ của cậu ta đâu. Cửu tử chân nhân chào mày. Sư tôn, nếu không thể báo thù cho em trai của đệ tử, thì còn ý nghĩa gì nữa? Huống hồ sư tôn cũng ở đây, nếu đệ tử không làm thì cũng không nên ở đây. Giản Sinh trầm giọng, cửu tử chân nhân suy nghĩ rồi gật đầu. Vậy được, nếu đã vậy thì Giản Sinh lên đi, nhưng nhớ là cẩn thận, nếu cảm thấy không ổn thì lập tức rút lui. Vâng, sư tôn. Giản Sinh hét lớn, lập tức nhảy lên. Đồ chó má, ta phải lấy mạng này. Hắn gầm lớn, thúc giục chân khí và phóng ra mấy chục cây châm ghim vào các vị trí huyệt đạo của mình để gia tăng sức mạnh. Cơ thể hắn nhanh như điện xẹt lao về phía Lâm Minh,
Một khí tức ập tới, hắn đưa tay chụp lấy ngực anh, rõ ràng hắn có ý đồ bóp nát trái tim anh. Đám đông thất kinh, đúng là đệ tử của cửu tử chân nhân có khác, thực lực của Giản Sinh thật khủng khiếp. Thế nhưng đúng lúc này, cánh tay của Giản Sinh nổ tung, máu bắn ra, cơ thể hắn khựng lại. Lâm Minh đã siết cổ hắn một cách chính xác, hắn bị Lâm Minh nhấc bổng lên, lung lay trong không gian. Tất cả đều trố tròn mắt, cửu tử chân nhân run rẩy nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin, thủ đoạn vừa rồi nhanh quá. Giản Sinh đã bị bóp biến dạng vùng cổ, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng dù thế nào thì cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay Lâm Minh. Sao, có chút thủ đoạn mà cũng đòi báo thù cho em trai à? Thế này có phải là không biết tự lượng sức mình không? Lâm Minh nói, mày, tao giết, tao thề sẽ giết mày. Giản Sinh gầm lên, hai mắt đỏ như máu, hắn hận chỉ muốn lột da anh. Lâm Minh thấy vậy bèn phóng ra sát ý. Giết tôi sao? Đợi kiếp sau đi. Dứt lời anh phát lực, đầu Giản Sinh tách rời, hắn chết ngay tại chỗ. Cái chết thảm của Giản Sinh khiến đám đông thất kinh. Cửu tử chân nhân nổi giận, cậu dám giết đồ đệ ngay trước mặt tôi. Cửu tử chân nhân hét lớn, đồ đệ của bà tự nộp mạng, bà không ngăn lại, giờ bị tôi giết lại đổ cho tôi là sao? Sao, lẽ nào bà hy vọng tôi đứng im cho đồ đệ của bà chém đầu? Lâm Minh lạnh lùng đáp lại, cậu to gan lắm. Cửu tử chân nhân tức giận đưa tay lên, phụt, một luồng khí độc màu xanh hóa thành bàn tay khổng lồ giáng xuống, chấn nhiếp Lâm Minh. Tránh ra! Lâm Minh hét lớn, đưa tay lên đánh trả. Sức mạnh phi thăng phóng ra, trầm, hai nguồn sức mạnh va chạm lập tức bùng nổ, khí tức khủng khiếp lan ra bốn phía, đổ ập xuống thành trì. Vô số người quỳ phục xuống run rẩy. Cửu tử chân nhân chào mày, có thể dễ dàng đỡ chiêu của tôi như vậy, xem ra thực lực của cậu không chỉ hạn chế ở mức đệ nhất vực diệt vong nhỉ. Sư tôn, vừa rồi nhận được tin người này từ thần mộ chí tôn bước ra. Lúc này một đệ tử bước lên chắp tay nói, cái gì? Cửu tử chân nhân trố mắt bàng hoàng, thần mộ chí tôn là gì chứ? Đương nhiên cửu tử chân nhân biết rõ, thực ra trước đó bà ta cũng cử hai đệ tử mà mình cho là giỏi nhất tới thần mộ chí tôn, hòng mong có được cơ duyên. Thế nhưng sau khi hai đệ tử bước vào thần mộ thì đã không thấy đâu nữa, cửu tử chân nhân đành từ bỏ. Dù sao thì các hạt giống được bồi dưỡng từ các thế tộc khác còn không dám bảo đảm có ra nổi thần mộ hay không, bà ta sao có thể dựa vào đám đệ tử của mình được. Bồi dưỡng ra một đệ tử không dễ hơn nữa, còn là đệ tử truyền thừa nữa. Các đệ tử bình thường chết thì thôi, còn đệ tử truyền thừa mà chết thì bà ta cũng đau lòng lắm. Ai báo tin này vậy? Cửu tử chân nhân hỏi. Là Phó Hoa ạ. Tin của người này lấy từ Lâu Trạch Thiên Các nên không thể sai được, người đệ tử nói. Cửu tử chân nhân im lặng, bà ta nhìn chằm chằm Lâm Minh với thái độ nghiêm túc hơn. Vốn tưởng cậu cũng bình thường thôi, không ngờ cậu cũng có chút tài năng đấy nhỉ. Hôm nay tôi muốn giết cậu mà không nghiêm túc thì chắc không được rồi, bà ta lạnh lùng nói. Lâm Minh đáp lời, trang chủ Vân Tiếu, thành chủ Nam Ly Thành mời mọi người rời khỏi đây để tôi đối phó với kẻ này. Cậu cẩn thận. Cửu tử chân nhân nổi danh đã lâu, không dễ đối phó đâu, trang chủ Vân Tiếu lên tiếng. Đúng vậy Lâm Minh, anh vừa mới từ trong thần mộ bước ra, trạng thái không được tốt, còn không biết có trúng độc không, giờ anh nên nghỉ ngơi, anh lùi về sau để chúng tôi đối phó với bà ta. Ái Nhiễm nói, có đợt tầm 7 người vừa ra khỏi thần mộ về tới thế độc của mình, tầm vài ngày thì đều chết cả. Lâm Minh dù an toàn đứng ở đây, nhưng Ái Nhiễm vẫn lo lắng anh có thể bắt gặp tình huống tương tự. Lâm Minh mỉm cười, yên tâm đi, tôi biết lượng sức mình, mọi người lùi đi, nếu không lát nữa sẽ bị ảnh hưởng đấy. Ái Nhiễm định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, anh phải cẩn thận đấy, cô ta nói đôi mắt rưng rưng. Đám đông lùi ra sau, nhìn ra xa, người dân ở xung quanh cũng đã bỏ chạy hết. Cửu tử chân nhân nhếch miệng cười lạnh lùng, đợi giết chết cậu xong thì bọn họ cũng không ai chạy thoát được đâu, có lẽ cậu nên phát động bọn họ cùng tấn công tôi, như vậy thì còn có cơ hội chiến thắng. Giờ có vẻ như cậu muốn đấu một một với tôi, cậu có đủ thực lực không? Có hay không thì bà cứ thử là biết. Tôi đã thử rồi. Cửu tử chân nhân đột nhiên cười, đã thử rồi? Lâm Minh giật mình, dường như anh ý thức được điều gì bèn kiểm tra cơ thể mình. Đột nhiên Lâm Minh run lẩy bẩy, suýt nữa thì ngã xuống đất, đầu gối quỵ xuống, tay chống xuống đất để không cho mình ngã ra. Ha ha, các đệ tử phía sau cửu tử chân nhân bật cười ha ha, đồ vô dụng, như vậy mà cũng đòi đánh với sư tôn, đúng là nực cười. Cậu đã trúng kỳ độc của sư tôn, mạng của cậu sắp không còn nữa rồi. Đám đệ tử cười chế nhạo, trúng độc sao?
Lâm Minh chào mày. Sư tôn tôi là ai chứ? Thi triển độc cũng chỉ trong nháy mắt thôi. Lúc cậu nhìn thấy sư tôn của tôi thì sư tôn đã ra tay với cậu rồi. Một đệ tử khác cười nói, Lâm Minh, nể tình cậu từng đứng đầu vực diệt vong, có thành tích lại có thiên phú không tệ, nên hay là thế này, cậu giao cơ duyên mà cậu lấy được ở Chí Tôn Thần Mộ cho tôi, may ra tôi còn giữ cho cậu toàn thây. Cửu tử chân nhân nhíu mắt cười. Thế nhưng Lâm Minh không nói gì, chỉ khẽ run rẩy và ho khụ mấy tiếng rồi nôn ra máu. Xì xì, máu rơi xuống đất, bốc khói xanh giống như đang ăn mòn những thứ khác. Ngay sau đó, anh đứng dậy như chưa hề hấn gì. Cửu tử chân nhân bà Hoàng, một chút độc thế này mà cũng đòi hại chết tôi sao? Sợ rằng bà nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Cậu, hãy xem phong độc thần công của tôi. Cửu tử chân nhân tức giận đưa cánh tay ra, phụt phụt, khí tức hừng hực phóng tới, bao trùm lên Lâm Minh. Những nơi khí tức đi qua, mọi thứ trở nên khô héo. Khi tới chỗ Lâm Minh, luồng khí tức này không ngừng hút lấy sinh khí của anh, rõ ràng nó muốn hút anh tới khô héo. Thế nhưng Lâm Minh vẫn không hề hấn gì, anh giơ tay lên búng nhẹ, luồng khí tức lập tức biến mất. Đám đông nín thở, cửu tử chân nhân lại tấn công tiếp, nhưng bị hóa giải. Điều này là không thể. Ánh mắt cửu tử chân nhân trố tròn, có vẻ bà ta không tin. Lâm Minh hử giọng, tôi tưởng cửu tử chân nhân danh tiếng lẫy lừng lợi hại thế nào, hóa ra cũng chỉ thế mà thôi. Cậu đồ khốn. Hai mắt bà ta đỏ rực, bà ta không nhịn được nữa, khí độc từ hai chân cứ thế phóng ra, bà ta phóng về phía Lâm Minh, luồng khí tức hùng hậu cuốn là cả nhà họ Dục. Thứ chó má này, tôi phải lấy mạng của cậu. Cửu tử chân nhân gầm lớn, bàn tay bà ta bỗng trở nên khô khốc, giống như tay quỷ vồ tới với khí độc về người, tay bà ta nhắm thẳng vào Lâm Minh. Đám đông nín thở, cảm giác tim như muốn rớt ra ngoài, sức tấn công quá khủng khiếp. Thế nhưng Lâm Minh có thể sống sót ra khỏi thần mộ Chí Tôn thì cũng đâu phải dạng vừa. Lâm Minh đánh mắt, cánh tay rung lên, dị hỏa khủng khiếp bùng cháy. Bùm, hai bên va chạm, khí tức của cửu tử chân nhân bị dị hỏa đốt cháy. Lửa bắt đầu lan sang cánh tay của bà ta. Cửu tử chân nhân kêu lên, vội vàng lùi lại. Bà ta cứ thế tự chặt đứt tay của mình. Cánh tay rơi xuống bị cháy rụi, bà ta dùng châm ghim lên chỗ xương nhô ra, chỗ cánh tay gãy lập tức mọc ra một cánh tay mới. Cậu biết về cả dĩ hỏa cơ à? Cửu tử chân nhân không dám tin. Lửa khắc độc, cửu tử chân nhân, bà dùng độc uy hiếp, nhưng độc của bà, dù có đáng sợ thì cũng có tác dụng gì chứ? Lâm Minh thản nhiên nói, đừng quá đắc ý, tưởng rằng cửu tử chân nhân chỉ có chút chiêu trò thôi sao? Bà ta cười lạnh, đột nhiên giơ tay lên phóng ra châm bạc, nhưng không phải về phía Lâm Minh mà về phía đệ tử của mình. Các đệ tử giật mình, khựng người ngay tại chỗ như tượng gỗ. Những đệ tử khác chưa bị ghim châm thì vội vàng lùi lại. Thủ đoạn thông thường mà muốn giết cậu khắc khó. Vậy thì tôi dùng tuyệt chiêu vậy, mê vụ khán hoa. Cửu tử chân nhân nhảy dựng lên, cơ thể xoay quanh không gian, một lượng lớn bột được rắc xuống. Lâm Minh lập tức sử dụng dĩ hỏa đốt cháy những thứ này. Thế nhưng bọc này không phải độc nên dĩ hỏa không làm gì được. Lâm Minh đành mặt, số bột rơi xuống phủ lên Lâm Minh. Lâm Minh nhìn xung quanh, lập tức định thoát ra. Thế nhưng lúc này, cảnh tượng xung quanh có sự thay đổi. Không còn là hình ảnh tan hoang của nhà họ Dục nữa, mà là một khu vực cỏ non xanh biếc. Chuyện gì vậy? Không phải mình đang ở nhà họ Dục sao? Lâm Minh nhìn xung quanh, phía sau là một con đường bằng phẳng. Anh chố mắt, lúc này một chiếc xe màu đỏ đỗ cạnh anh, cửa xe mở ra. Tô Nhàn bước xuống. Tô Nhàn! Lâm Minh há mồm trợn mắt. Ông xã, Tô Nhàn lập tức tới ôm anh, hôn lên mặt anh vô cùng ngọt ngào. Lâm Minh nín thở, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Anh nhìn Tô Nhàn, cảm giác mọi thứ không hề chân thật. Tô Nhàn, chúng ta đang ở đâu vậy? Ông xã, anh quên rồi sao? Chúng ta đang đi tuần trăng mật mà. Anh mau ngồi vào xe đi, em đấm lưng cho anh nhé. Tô Nhàn cười ngọt ngào, sau đó định đấm lưng cho anh. Lâm Minh bị đẩy nằm ra bãi cỏ. Trời xanh mây trắng khiến anh có cảm giác như giấc mơ. Đợi đã, Lâm Minh đột nhiên mở mắt ra, như ý thức được điều gì đó, anh lập tức tung quyền về phía Tô Nhan, nhưng không kịp. Khuôn mặt xinh xắn, ngọt ngào của Tô Nhan lập tức thay bằng một khuôn mặt dữ tợn với con dao đang đâm về phía bụng của Lâm Minh. Phụt! Lâm Minh vội vàng lùi lại, cảnh tượng xung quanh trở nên méo mó. Khung cảnh non xanh nước biếc biến mất, sau đó cảnh tượng nhà họ Dục lại hiện ra. Tô Nhan thì đã hóa thành cửu tử chân nhân, một tay của bà ta nhuốm máu. Bà ta bị Lâm Minh đấm lùi lại, cửu tử chân nhân mỉm cười dữ dằn nhìn Lâm Minh với vẻ ý vị. Đòn tấn công này của tôi khiến khí mạch của cậu bị đánh vỡ rồi. Nhóc, cậu chết chắc rồi đấy.
Lâm Minh ôm bụng, lạnh lùng nhìn về phía trước. Anh nhìn bức bình phong được tạo ra ở xung quanh. Hóa ra là những thứ này tấn công và tư tưởng của một người. Nó gây ra độc tố với hệ thần kinh à? Đúng vậy, dị hỏa của cậu có thể đốt được khí độc của tôi. Vậy thứ này thì sao? Có thể không? Bà phải chết. Lâm Minh dường như đã bị chọc giận, đôi mắt anh đỏ như máu. Một giây sau, cảnh tượng kỳ lạ lại xuất hiện. Giờ không còn là cảnh trời xanh mây trắng nữa, mà là cảnh tượng một tòa nhà đổ nát. Hình như đây là Giang Thành. Lâm Minh đánh mắt. Lâm Minh, cậu đang nhìn gì vậy? Định chết hay gì? Có giọng nói từ phía sau vọng tới. Lâm Minh lập tức quay đầu lại. Tử Long Thiên! Lâm Minh nhìn về phía người đang đứng trên tòa nhà đổ nát. Để xem, tôi sẽ giết cậu báo thù cho Thiên Ma Đạo thế nào. Tử Long Thiên hét lớn, rút kiếm lao về phía anh. Lâm Minh vô thức tung đòn đỡ lại. Nhưng đúng lúc này, có tiếng hét xé phổi vang lên. Lâm Minh cứu em! Lâm Minh khựng người, tô nhan máu be bét đang bị một ma nhân phát đào tới gần. Tô Nhan! Lâm Minh kêu lớn, anh định chạy đi cứu, nhưng Tử Long Thiên cũng đã ập tới, tình hình vô cùng cấp bách. Đúng lúc này, Lâm Minh bị một thứ gì đó đâm vào lưng, cơn đau dữ dội chạy khắp cơ thể, anh bỗng trở nên tỉnh táo. Tử Long Thiên đã biến mất, Tô Nhan cũng không thấy đâu, chỉ có một bóng hình đen sì ở sau anh. Đó chính là cửu tử chân nhân. Lúc này, một tay của bà ta đã đâm xuyên ngực Lâm Minh, máu tươi nhỏ ròng ròng trên cánh tay khô khốc của bà ta. Lâm Minh! Ái Nhiễm thấy vậy thì gào lên. Cậu Lâm! Không hay rồi, chúng ta phải nhanh chóng giúp cậu ấy. Ra tay! Đám đông vội chạy xuống núi, Lâm Minh nôn ra máu, ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Anh chụp về ngực mình, phóng ra dị hỏa. Cửu tử chân nhân thất kinh, vội lùi lại, nhìn dị hỏa lan tới. Lâm Minh khuỵu xuống, khó có thể đứng dậy được. Chúng phải huyễn thuật của cửu tử chân nhân, anh bị chịu thiệt liên tục, khó mà đối đầu được với bà ta. Dù sao thì đòn tấn công này của bà ta cũng khó có thể phòng ngự được vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh. Ha ha, Lâm Minh, cậu thua rồi. Bà ta liếm máu tươi trên cánh tay bật cười. Lâm Minh thở hồng hộc, đôi mắt đỏ như máu, sát ý thổi bùng lên. Cửu tử chân nhân đờ mặt, Lâm Minh ôm ngực, từ từ đứng dậy. Cửu tử chân nhân đờ mặt, Lâm Minh ôm ngực, từ từ đứng dậy. Anh nhìn chăm chăm cửu tử chân nhân. Bà, nhầm lớn rồi. Nhầm lớn sao? Cửu tử chân nhân bàng hoàng, nhìn vẻ thê thảm của Lâm Minh và bật cười. Nhầm lớn gì vậy? Chẳng phải bà biến thành vợ tôi để lừa tôi sao? Khuôn mặt Lâm Minh trở nên lạnh như băng. Ồ, đó là vợ của cậu à? Tôi lại không biết đấy. Nhưng tôi thấy có lẽ đó là người rất quan trọng với cậu. Không sử dụng cô ta, thì sao có thể khiến cậu bị mắc bẫy được chứ? Cửu tử chân nhân bật cười. Vậy bà có biết dùng cô ấy lừa tôi thì sẽ có hậu quả như thế nào không? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Tôi không biết, chỉ biết là cậu sắp biến thành vong hồn rồi thôi. Cửu tử chân nhân bật cười, tiếp tục lao tới. Lúc bà ta tiếp cận thì xung quanh Lâm Minh lại biến đổi. Lần này, Lâm Minh nhắm mắt lại, mặc kệ sự thay đổi sở xung quanh. Lâm Minh, mau cứu em! Lâm Minh, tại sao anh lại nhắm mắt? Tại sao anh thấy em chết mà không cứu vậy? Không phải em là người anh yêu nhất sao? Giọng nói của Tô Nhan vang lên, nhưng lần này Lâm Minh vô cùng cứng rắn. Anh đứng bất động tại chỗ, dường như không hề bị giọng nói kia gây ảnh hưởng. Đúng lúc này, tìm thấy bà rồi. Lâm Minh mở mắt, lao về một hướng. Bùm, âm thanh nặng nề vang lên trong không gian. Á! Cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên từ cửu tử chân nhân, cũng bay bật ra, đập mạnh vào một căn nhà ở bên cạnh. Căn nhà sụp đổ, cảnh tượng xung quanh trở nên méo mó và quay lại hiện thực. Sư tôn! Đám đệ tử của cửu tử chân nhân lập tức chạy tới đỡ bà ta. Tâm trí của cậu không còn bị ảnh hưởng bởi huyền độc của tôi nữa rồi sao? Cửu tử chân nhân vội đứng dậy và bặm môi. Lâm Minh không nói gì, chỉ bước về phía bà ta. Sát khí hừng hực bao lấy cơ thể anh. Cửu tử chân nhân giật mình. Lần này, bà ta mới ý thức được có gì đó không ổn. Lâm Minh lần đầu trúng huyền độc. Cửu tử chân nhân đã đánh nát khí mạch của anh. Vậy tại sao giờ anh vẫn có thể điều động được khí tức chứ? Đợi đã, đây hình như không phải khí tức. Cửu tử chân nhân lập tức phản ứng lại. Sức mạnh mà Lâm Minh sử dụng quá mạnh, không giống như khí tức thông thường, hình như là sức mạnh phi thăng. Cửu tử chân nhân run rẩy, cơ thể Lâm Minh phát ra ánh sáng màu vàng, sau đó những vết thương trên người anh dần được hồi phục. Chưa tới 3 giây thì cơ thể anh đã hồi phục như thường. Không thể nào! Cửu tử chân nhân gào lên, đám đệ tử cũng run rẩy trố tròn mắt. Cửu tử chân nhân đã sử dụng tử khí đặc biệt để tấn công, người bình thường không thể nào hóa giải được chiêu thức này. Vậy mà Lâm Minh lúc này lại chẳng hề hấn gì. Anh không hề dùng châm, cũng không dùng thuốc, thế mà thương thế đã hồi phục lại rồi.
Điều này đối với cửu tử chân nhân đúng là thần kỳ. Bà ta lúc này đã cảm thấy sợ hãi thật rồi. Lâm Minh cứ thế bước tới, nhìn bà ta bằng ánh mắt đáng sợ. Bà có thể sỉ nhục tôi, khiến tôi bị thương, thậm chí giết tôi. Nhưng bà không được lấy cô ấy ra để đưa tôi. Bà đã động vào cái phải ngược của tôi rồi. Lâm Minh lạnh lùng nói và tiếp tục khởi động lạc linh tuyết. Thần cốt chí tôn trong cơ thể của anh cũng được sử dụng. Anh phải giết chết cửu tử chân nhân bằng mọi giá. Khí thế như nước lũ ập tới, trong nháy mắt, cả không gian bị một nguồn sức mạnh kinh người bao phủ. Nguồn sức mạnh khiến lớp ảo ảnh nổ tung, sức mạnh phi thăng chèn ép lên người cửu tử chân nhân. Cửu tử chân nhân run bắn người, bà ta nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Nguy hiểm quá, sức mạnh gì vậy? Bà ta trố tròn mắt, sức mạnh phi thăng như vậy, bà ta chưa thấy bao giờ. Kẻ này không hề đơn giản. Cửu tử chân nhân bừng tỉnh. Lúc này, bà ta mới ý thức được việc mình đang đối đầu với một kẻ đáng sợ như thế nào. Nghĩ cũng phải, một người có thể sống sót rời khỏi thần mộ chí tôn cơ mà. Không thể chiến đấu tiếp tục nữa rồi. Bà ta hét lớn, tất cả mau rời đi. Vài người đồ đệ của bà ta còn chưa kịp phản ứng, Lâm Minh lao nhanh như một cơn gió, nguồn sức mạnh như điện. Chợt ập tới, cửu tử chân nhân nín thở. Bà ta cảm nhận được khí tức xung quanh mình đang bị phá hủy. Chúng bị sức mạnh phi thăng của Lâm Minh đánh bại. Khí tức của bà ta sao có thể chống đỡ được sức mạnh phi thăng chứ? Bùm, cửu tử chân nhân lúc này dường như chẳng có gì có thể phòng bị. Bà ta điên cuồng lùi lại. Bảo vệ sư tôn, tuân lệnh. Các đệ tử trung thành khác lao lên với ý đồ chặn Lâm Minh lại, thế nhưng họ chẳng làm gì được anh, tất cả họ đều chết thảm. À! Những người còn lại tái mặt, há mồm trợn mắt. Sức mạnh phi thăng của người này quá đáng sợ, rõ ràng cậu ta không phải lục địa thần tiên, mà tại sao lại có sức mạnh phi thăng chứ? Cửu tử chân nhân cảm thấy da đầu tê dại, bà ta không dám dừng lại, vội giơ tay lên đỡ đòn. Đệ tử của bà ta cũng bắt đầu bỏ chạy. Những người khi nãy bị ghim châm muốn bỏ chạy cũng không được. Sau đó luồng khí tức quỷ dị màu xanh đâm từ cơ thể của cửu tử chân nhân phóng ra bao trùm lấy họ. Những người bị ghim châm lập tức bị khí độc bao vây. Họ kêu la đau đớn. Độc tế! Lâm Minh khựng người. Thật không ngờ cậu còn có sức mạnh phi thăng. Bất ngờ đấy. Nhưng chỉ dựa vào thứ này thì vẫn không thể đánh bại được tôi đâu. Giờ thì để tôi cho cậu xem thiên thi huyền độc công của tôi. Cửu tử chân nhân gầm lớn. Mười mấy cơ thể kia lập tức về phía Lâm Minh, độc lực đã ngấm vào cơ thể của những người này. Không chỉ vậy, độc lực còn biến họ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Họ tung những cú đấm về phía Lâm Minh. Lâm Minh tái mặt, anh phóng ra sát khí màu trắng. Cú đấm của đám người kia va chạm với sát khí lập tức bị hóa giải. Rắc, sát khí bị đứt ra, độc lực của bọn họ đã ngấm vào sát khí của anh. Cái gì? Lâm Minh đánh mắt, đây không phải độc bình thường mà là thiên độc. Tập 692 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.